Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Điều gì đang xảy ra trên chính trường Việt Nam. Ngày 25 tháng 3, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận của giáo sư Zachary Abuja, giảng viên Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington và trợ giảng tại Đại học Georgetown. Bài viết có tựa đề Chính xác, điều gì đã xảy ra đối với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng? Tác giả nhận xét không có dấu hiệu nào cho thấy ông Thưởng là người bị trừng phạt cuối cùng trong chiến dịch chống tham nhũng, đã hạ bệ một loạt quan chức cấp cao, làm suy giảm lợi thế về ổn định chính trị của Việt Nam và khiến thị trường chao đảo. Theo tác giả, một số học giả mô tả rằng ông Thưởng là nhà tư tưởng của đảng. Tuy nhiên, ông không phải là nhà tư tưởng, đồng thời cũng không phải là một quan chức cộng sản chỉ biết tuân lệnh. Ông Thưởng rõ ràng đang được chuẩn bị cho nhiệm vụ lớn hơn. Ông có khả năng trở thành người kế nhiệm ông Trọng tại Đại hội Đảng 14 và cả Đại hội 15. Tóm lại, sự sụp đổ của ông khá ngoạn mục. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả đặt câu hỏi, vậy ai muốn ông Thưởng ra đi và tại sao? Tất cả các con mắt nhanh chóng đổ dồn vào Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tác giả bình luận, không phải ai cũng vui khi Bộ Chính trị bầu ông Thưởng làm Chủ tịch nước vào tháng 2 năm 2023. Ít vui nhất có lẽ là ông Tô Lâm, người có thể coi nhiệm kỳ Chủ tịch nước là con đường để tẩy trắng những vụ bê bối của mình, trong đó có việc ăn thịt bò giác vàng. Tác giả nhắc lại việc 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất vì vận chuyển 11 ký ma túy vào tháng 4 năm 2023. Một trong số 4 tiếp viên này được đồn là cháu gái của ông Thưởng. Ở một đất nước mà tội phạm ma túy sẽ nhanh chóng bị tuyên án tử hình, nhưng cả 4 tiếp viên hàng không này đã được thả tự do với sự trừng phạt nhẹ nhàng. Thông điệp với ông Thưởng đã không thể rõ ràng hơn. Đối với ông Tô Lâm, tác giả nhận xét, chức chủ tịch nước sẽ giúp cho sự nghiệp chính trị của ông, đặc biệt nếu ông có thể đảm bảo đệ tử của ông, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang, kế nhiệm ông tại Bộ Công an. Ông Lâm muốn tiếp tục có ảnh hưởng tại bộ đầy quyền lực này để kiểm soát các đối thủ và bảo vệ đế chế doanh nghiệp đang lớn mạnh của gia đình mình. Ông Lâm đã trừ khử các đối thủ của mình ngày một nhiều. Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực, người được xem là đang nắm quyền chủ động trong chiến dịch đốt lò, khiến các đối thủ phải e ngại. Tác giả dẫn nhận định của giới truyền thông, xem ông Lâm là người nhiều khả năng trở thành chủ tịch nước tiếp theo, coi đây là bước đệm để ông trở thành tổng bí thư vào năm 2026. Nhưng điều đó không cần thiết và đặt ra câu hỏi, vì sao ông Lâm lại muốn làm chủ tịch nước? Tác giả cho rằng, tuy chủ tịch nước được xem là một vị trí mang tính lễ tân, nhưng lại là một trong tứ trụ. Nếu chủ tịch nước chọn sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình thông qua mạng lưới những người được bảo trợ thì vẫn có thể là một vị trí quyền lực như nhiệm kỳ của ông Lê Đức Anh 1992-1997 và ông Trương Tấn Sang 2011-2016 đã chứng minh. Tuy nhiên, tác giả cho biết Bộ trưởng Bộ Công an có một thứ mà chủ tịch nước không có, đó là quyền điều tra. Tóm lại, ông Lâm không cần chức chủ tịch nước để làm bước đệm cho việc trở thành tổng bí thư. Ông ấy có thể sử dụng vị trí hiện tại của mình để giữ cho các đối thủ phải ở thế phòng thủ. Tác giả nêu một ý kiến trái chiều với số đông rằng chúng ta cần xem xét một giả thuyết thay thế, đó là ai đó đã hạ bệ ông Thưởng, buộc ông Lâm phải vào chức chủ tịch nước. Nếu ông Lâm bị buộc phải rời khỏi Bộ Công an, trong khi người kế nhiệm mà ông dày công ươm trồng không được lựa chọn, ông có thể dễ bị tổn thương về mặt chính trị trước những cáo buộc tham nhũng. Tác giả kết luận, bằng việc vũ khí hóa chiến dịch tham nhũng, ông Trọng đột nhiên không thể kiểm soát chiến dịch này, dẫn đến việc hạ bệ cả đối thủ lẫn đệ tử của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Điều gì đang xảy ra trên chính trường Việt Nam. Phải chăng ông Trọng đang nhắm vào đoàn phái? Ngày 22 tháng 3, blog Ngô Nhân Dũng trên VOA bình luận Nguyễn Phú Trọng đốt đoàn phái. Tác giả nhận xét, bà Võ Thị Ánh Xuân có thể nói đã chiếm một kỷ lục mới trong sinh hoạt chính trị thế giới. Trong cùng một nhiệm kỳ chủ tịch nước kéo dài 5 năm, bà đã lên giữ chức quyền chủ tịch tới 2 lần, trước sau cách nhau chỉ hơn 1 năm. Bà Xuân lập kỷ lục nhờ tài đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong chiến dịch đốt lò, bắt đầu từ năm 2016, phải công nhận ông Trọng đã quạt lò rất mạnh, than củi cháy với tốc độ quá nhanh, khói kẻ không kịp chạy.
Hình ảnh bài bình luận trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả nhận định, hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng đều mất chức vì những lý do giống nhau là chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu và vi phạm về những điều đảng viên không được làm. Có một quy tắc thời phong kiến ở Trung Quốc và Việt Nam. Hình bất thượng đại phu, luật pháp không áp dụng lên tới các vị quan lớn. Cả một đảng chính trị nắm toàn quyền sinh sát gần 100 triệu dân, nhưng hành động hoàn toàn trong vòng bí mật. Luật lệ chỉ dùng để xử lý đám dân quèn, các lãnh tụ đều ngồi bên trên pháp luật. Theo tác giả, những vụ thanh toán nội bộ trong các đảng cộng sản thường diễn ra từng đợt khi một phe cánh thắng thế gạt bỏ một bè phái khác. Một ngày trước khi Võ Văn Thưởng bị hạ bệ, công an đã bắt giam 5 cán bộ cao cấp của các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long là quê của ông Thưởng, còn Quảng Ngãi là nơi ông Thưởng từng làm quan đầu tỉnh. Tác giả nhận xét, người bị bắt đáng chú ý nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan, bị khai trừ khỏi đảng một ngày trước khi ông Thưởng bị cách chức. Hình ảnh Võ Văn Thưởng, kẻ đứng đầu đoàn phái vừa bị hạ. Điều đặc biệt là những hành vi vi phạm kỷ luật đã xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng đến bây giờ mới bị khui ra, cho thấy cả một phe phái đang thất thế trong cuộc tranh giành quyền lực. Tác giả phân tích, bà Thúy Lan từng là ủy viên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản trong thời gian ông Võ Văn Thưởng đóng vai trò lãnh đạo tổ chức đoàn từ năm 2006 đến năm 2011. Trước đó, nhà báo Nguyễn Công Khế từng làm tổng biên tập báo Thanh niên từ năm 1988 đến năm 2008 và người kế nhiệm là ông Nguyễn Quang Thông bị bắt. Báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Hai ông Khế và ông Thông bị tố cáo là phạm tội bán đất không phải của mình vào khoảng năm 2008. Vào lúc đó, Võ Văn Thưởng đang cầm đầu đoàn. Tức là ông Thưởng chắc đã phải chuẩn y cho hai vị tổng biên tập bán đất công, hoặc ít nhất là cũng phải chịu trách nhiệm để cho đàn em làm bậy. Nhưng phải đợi đến 16 năm, tới đầu năm 2024, hai nhà báo mới bị truy tố. Hình ảnh những thuộc hạ đoàn phái của Thưởng. Như vậy, vẫn theo tác giả Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông, trước đây đều là thuộc hạ của Võ Văn Thưởng trong Đoàn Thanh niên Cộng sản. Họ cùng bị đốt lò trong vòng 2 tháng trước khi ông Thưởng bị đốt. Câu chuyện này khiến chúng ta nhớ đến chiến dịch đả hổ của Tập Cận Bình. Bình đã truy tố và bỏ tù nhiều người trong giới lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc là chiến khu của phe Hồ Cẩm Đào, người từng cầm đầu Đoàn Thanh niên. Đám tay chân trong Đoàn Thanh niên được nâng đỡ khi Đào lên làm tổng bí thư, được dư luận đặt tên là Đoàn Phái. Tác giả bình luận, ông Trọng đã thành công, đốt trúng cả lò đoàn phái của Võ Văn Thưởng. Nhưng đốt lò cũng phải cẩn thận, kẻo cháy tay. Ngay sau khi có tin đồn Thưởng sắp bị đốt, sáng ngày 19 tháng 3, chỉ số thị trường chứng khoán Sài Gòn đã tụt dốc, mất 3%. Vụ đánh đoàn phái lần nữa khơi lại những chuyện tham nhũng lạm quyền từ hàng chục năm trước. Xưa nay, ai cũng coi đó là chuyện bình thường. Trong hàng ngũ cán bộ, những người có tuổi đảng vài chục năm trở lên, bao nhiêu người đang lo lắng không biết bao giờ đến lượt mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Phải chăng ông Trọng đang nhắm vào đoàn phái? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d